Em mời cả nhà ăn lẩu bạch tuộc chua cay với em nha. Thì hôm nay là trời mưa mà ăn với lẩu bạch tuộc chua chua cay cay này là hết bài luôn cả nhà nha. À, rất là ngon luôn. Đây, bạch tuộc này nha cả nhà. Đó, nó rất là tươi luôn, tươi rồi rối hết cả nhà ha. Em đã làm sạch sẽ hết trơn rồi. Giờ mình bỏ vô nha. Ngon quá. Nay là trời đang mưa luôn á mà em nấu đồ lẩu bạch tuộc này là quá trời hấp dẫn luôn. Đó, mình bỏ vô. Tụ này nó săn săn rồi nè. Này á, là em ăn chung với rau muống với đậu bắp nha cả nhà. Có nấm đùi gà nữa. Rất là ngon luôn. Cho đậu bắp vô luôn. Này là nấm đùi gà non á cả nhà. Đợi nó chín nha. Wow, bạch tuộc chín rồi cả nhà. Đó, ngon quá luôn. Để em gấp cho cả nhà mình xem cái bạch tuộc nha. Đây nè, hấp dẫn chưa? Cả nhà mình thấy không? Con bạch tuộc nó săn chắc lại ha cả nhà ha. Đó, rất là ngon luôn. Đó, còn nữa. Bạch tuộc này cũng nhanh chín lắm cả nhà. Tươi rồi rối luôn ha. Quá trời đẹp luôn. Kệ, em bỏ rau muống vô nha cả nhà nha. Đó. Rồi, gắp bạch tuộc nha cả nhà. Bạch tuộc ăn. Đó, rất là ngon luôn. Ra cho dễ ăn nha. Em mời cả nhà nha. Cái này là em chấm với nước mắm mặn, mắm ướp sắc á cả nhà. Ngon quá. Bạch tuộc này á cả nhà, nó rất là tươi luôn. Cái này á là nó ăn giọt kiểu giòn sần sật á, chứ không có bị dai đâu cả nhà. Cái này ăn giòn sần sật ngon lắm. Đó, rất là ngon ha. Cái này á là bạch tuộc này đó là hàng sống cấp đông á cả nhà. Do là hàng sống cấp đông á cho nên nó cái chất lượng của nó là gần như là hàng sống luôn, nó rất là tươi nha cả nhà nha. Cả là mình còn nhớt luôn á. Chứ nếu mà bà tủ nó không có tươi là mình ăn rất là khai luôn. Nó không có ngon đâu. Đó, đem cắt ra nha. Em mời cả nhà mình nha. Rất là ngon luôn cả nhà. Bà tủ ngon quá. Cái này ăn với lẩu là hết bài luôn. Là em thích nhúng rau muống á, hoặc anh chị mình có thể mình ăn với bắp chuối hoặc là rau tầm ô đều rất là ngon nha. Cái này tại em thích ăn với rau muống với nấm á. Mình tuột ngon quá. Trời mưa lạnh lạnh mà ăn với lẩu bạch tuộc chua cay này là hết sảy luôn. Quá ấm luôn. Lạnh còn nữa. Ngon quá. Bạch tuộc này giòn sật sật rất là ngon luôn. Anh chị mình mua bạch tuộc về nấu lẩu bạch tuộc chua cay đi ăn thử đi, rất là ngon luôn. Thấy không, bạch tuộc rất là ngon ha, tươi rồi rối luôn.